Chào các bạn, mời đặt chân đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm đầu vi nha. Thì hàm đầu vi là một hàm lặp lại, và nó sẽ lặp lại mãi cho đến khi mà có một cái điều kiện hay một trường hợp nào đó, và nó để cho nó dừng lại cái hàm, cũng có nghĩa là phá vào cái lặp lại của nó. Và nó sẽ lặp lại bằng cách là gọi hàm. Thì chúng ta có thể tiêm lệnh vào hàm đầu vi đó để mà cho nó lặp lại cái hàm đó, và có thể tiêm một cái điều kiện hay trường hợp nào đó để mà cho nó dừng lại cái hàm. Hay chúng ta có thể ghi là nếu là trường hợp điều kiện nào đó chạy là nó sẽ chạy lên mình thêm. Và chúng ta sẽ làm một cái ví dụ, đó chính là tạo tổng của cả dãy số của một số. Thì nếu ví dụ như là dãy số đó là 3 ơi, vậy thì nó sẽ tính tổng các dãy số là 3 cộng 2 cộng 1. Chưa vậy? Rồi giờ là chúng ta sẽ bắt đầu làm nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt biến n là bằng 10, còn tổng là bằng 0. Thì n nó chỉ là cái số mà định là làm tổng các dãy số, và nó sẽ được lưu vào số tổng. Thì giờ chúng ta sẽ tạo ra hàm tổng là a. Và cái a đó nó sẽ là cái nhập để mà nhập cái số mà định cần tổng nó vô ấy cho chị. Thì chúng ta sẽ đỡ một cái nếu n nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì dừng lại hàm, đỡ mà cho nó không bị cái việc mà cho nó cầm số âm ấy. Ví dụ 10, ví dụ 3 ơi, lỡ mà không thêm đó vô hoặc là 3 cộng 2 cộng 1 cộng 0 cộng âm 1 cộng âm 2. Đấy, nó vô hạn vậy luôn. Nên là mình sẽ đỡ cái lệnh đó để nó dừng lại hàm nha. Và chúng ta sẽ tìm một cái lệnh, tìm cái lệnh vô hàm để mà cho nó tính tầm nó à. Là tính là đặt biến tổng là tổng cộng cho n, cộng cho cái số nhập vô mà n ấy. Sau chúng ta sẽ đặt cái biến n là nhỏ hơn 1. Và cuối cùng là gọi hàm lại, chúng ta thêm cái lệnh tổng thông n lại, là gọi hàm đó lại ấy. Thì nó sẽ chạy hàm đó lại. Vậy n nó để lần thứ nhất nó chạy vậy rồi, nó trừ cho biến n nó giảm 1 điểm không. Vậy bây giờ nó có lại 9 rồi. Vậy nó cộng lại tiếp, cộng lại lần thứ 29, xong rồi giảm lại 8, cộng lại lần thứ 3 là bằng 27. Kiểu như vậy ấy. Rồi. Thì giờ video đến đây cũng kết thúc rồi. Thì giờ các bạn đã hiểu hàm đầu vi đúng không? Thì giờ xin chào các bạn và bye bye. Và hẹn gặp các bạn vào những video sau. Và nhớ subscribe và like kênh mình để mà mình làm những video mới nhất nha. Bye bye.